Hello, xin chào toàn thể anh em nhé. Chúc anh em một ngày mới vui vẻ. Ngập kèo nhé. Mình Khánh Thiên Than này. Sáng sớm nay mình quay một em trà màu lên cùng góp vui cùng anh em nghệ nhân nhé. Mình giới thiệu qua em này một chút nhé. Em này là đã xong lông rồi. Con này mình rất là cưng nó. Sáng ngủ dậy phát là mình cho ra cho nó hót dạo cái mà toàn uống. Đây mình quay cho anh em nhé. Đây là những chiến binh của mình. Mình để trong tủ này cho nó ngủ này. Buổi sáng dậy thì mình sẽ cho ra ăn uống và treo ra ngoài dưới các tán cây. Những chỗ mỗi có một tí, không cho gần nhau đâu. Đây. Còn đây là chế than. Chào mừng. Dưới này là những chú chim thay lông. Đây là những chiến binh tương lai anh em nhé. Những chiến binh này là chim đang thay lông và chuẩn bị thay lông, con tương lai. Còn những con trên kia là những con chim có cờ giải rồi. Đây cờ giải mình có 6 con anh em nhé. Anh em nào mà có chơi chào màu chơi chòe gần mình ở khu vực Vĩnh Yên, mình mời qua nhà uống nước ngắm chim. Anh em ưng con nào mình giao lưu con đấy. Cảm ơn anh em nhé.